phần thi tăng tốc. Một phần thi mà chúng tôi chưa kịp đọc câu hỏi nào thì các bạn đã sẵn sàng vào tư thế rồi. Chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết đây là lược đồ chiến dịch nào. Có 3 bạn thí sinh lựa chọn là chiến dịch Hồ Chí Minh, đó chính là Hồng Phong, Hữu Khang và Thanh Phương. Tuấn Tú lựa chọn là chiến dịch đường 9 Khe Xanh. Và đáp án chính xác của chúng tôi trong câu hỏi này là 40 điểm thuộc về Hồng Phong, 30 điểm thuộc về Hữu Khang và 20 điểm thuộc về Thanh Phương với câu trả lời là chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi đang cảm thấy sức nóng hơn bao giờ hết trên S14 với sự cạnh tranh rất kịch tính của các bạn thí sinh. Chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi thứ hai. Sắp xếp các bức tranh dân gian với tên gọi tương ứng. Hồng Phong lựa chọn là BACD, Thanh Phương là BADC, Hữu Khang có chung lựa chọn là BADC. Và Tuấn Tú rất tiếc là chưa đưa ra một câu trả lời chính xác rồi. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này hình vẽ được sắp xếp với tương ứng tên gọi như sau. BADC. Chúc mừng Thanh Phương có thêm 40 điểm và Hữu Khang có thêm 30 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Tìm số thích hợp, điền vào dấu hỏi chấm. Chàng trai mạnh về những môn tự nhiên, không biết câu hỏi này có làm khó các bạn hay không. Xin mời những câu trả lời. Hữu Khang lựa chọn là 20, Tuấn Tú là 10, Hồng Phong là 27. Có bạn thí sinh nào tìm ra quy luật của hình vẽ này không ạ? Vâng, mời Hữu Khang. Của hai số ở trên cộng với tích của hai số ở dưới thì ra số ở giữa. Thương của hai số ở trên cộng với tích của hai số ở dưới ra số ở giữa. Ra số ở giữa. Bạn có thể cộng lại ở số hình vẽ cuối cùng được không? 18 ạ. Vâng, đáp án chính xác phải là 18 ạ, chứ không phải là 20 ạ. Dù cách tính của Hữu Khang là đúng rồi, tuy nhiên có vẻ là hơi vội một chút đúng không? Chúng ta có một câu hỏi nữa trong phần thi tăng tốc và 40 điểm dành cho ai vẫn còn là một ẩn số. Nội dung câu hỏi như sau. Đây là gì? Số điểm của các bạn thí sinh hiện tại bây giờ đang rất gần nhau. Có vẻ như là không có quá nhiều sự khác biệt. Vì vậy, câu trả lời này có thể là một câu trả lời mang tính phần nhiều quyết định. Thí sinh giành được số điểm 40 trong cơ hội tăng tốc cuối cùng này là một thí sinh có câu trả lời ở 12 giây 27. Xin được chúc mừng. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã tăng tốc xong và có thể nhìn thấy số điểm của các bạn đang sở hữu bây giờ. Chắc chắn phần thi về đích sẽ là một phần thi rất khó đoán và gay cấn đây.
Hãy cùng xem số điểm mà các bạn đang có là gì. Hồng Phong đang có 110 điểm. 140 là điểm số của Tuấn Tú. 145 là số điểm Hữu Can đang có. Và chỉ nhỉnh hơn 5 điểm thôi, Thanh Phương đang dẫn đầu với 150 điểm. Em thấy khá là tiếc câu quả trứng ạ. Em cảm thấy rất nhiều sự tiếc nuối. Có dự kiến Da Vinci là em có nghĩ ra, nhưng mà em lại không viết được ra nó ra trên máy tính. Chắc nhất là câu tăng tốc thứ 3, vì khi mà đồng hồ vừa hết giờ thì em mới chỉ tính ra quy luật. Em bị hấp tấp trong hai phần thi đầu, dẫn đến sai những cái lỗi lặt vặt, nó không nên sai. Em thấy khá là vui vì đã tạm thời dẫn đầu đoàn lên núi, nhưng mà nếu như em vào sâu hơn thì chắc là em cũng phải cải thiện phần tăng tốc này.